Chào các bạn đến với kênh Nguyễn Vlog Người Đông An Cuộc Sống Người Đông An. Đây mình nấu món ngon các bạn. Đây thịt heo kho khóm các bạn. Khóm đó, múa một dĩa luôn, ngon lành luôn. Rồi mời các bạn ăn cơm cùng mình nha các bạn. Được rồi. Ok, ok. Được coi. Tối này ra làm chưa? Chỉ mới được mới no nè. Tai quá vậy. Con chéo nè. Con chéo nước lạnh đá nữa mà ngon mấy thì ăn uống. Con nước ra đây thôi ngon. Cái mặt nó sợ. Cái này có con nào vậy? Chiều á. Ừ, ngon á, mất con nữa ha. Ừ, cái khóm này làm gì? Ừ. Con chấm ngon. Rau cũng ngon ăn nhưng cũng... Khóm này có chị Nam hay là có chị Tư? Cho ừ. Giờ nó là mua con khóm vậy ngon, con vậy ngon. Tao giờ tao vừa cái mặt nó thấy quay nó chạy vô rồi. Hai mẹ con chưa có chín táo mà theo hai đợi chứ bắt gì ngon quá trời, cứ mặt cơm dặn rồi mắt ngon quá. Dục xe ba này sao không vậy đó? Giờ sao dục tay ăn đi. Cạp kìa, đụng nổ rồi kìa. Đúng vậy, cái bộ à. Có nước rồi đó.
Đúng mà thấy cái ăn lủng mà.